Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đi hái lá chanh, hướng dẫn các bạn làm món gà nướng muối lá chanh nha các bạn. Chanh nhân cho cách xả các bạn. Đây là cây nhà lá vườn hết. Đầu tiên chúng ta bỏ một hột tiêu xuống dưới lớp này. Rồi chúng ta cắt xả bỏ vô. Rồi sau đó chúng ta cắt xả bỏ vô vậy. Cho nó thơm hơn. Rồi sau khi lá chanh chúng ta hái xuống rửa sạch các bạn. Để lá chanh đây nha. Cái này mình nấu không cần nước nha bạn. Còn thay mấy lá qua ra bóp cho nó ra cái mùi của chanh, cái chanh nha. Nhét vào trong bụng gà này. Nó thơm các bạn. Không nên bóp nhiều quá nha. Rồi, chúng ta đặt con gà vô. Chúng ta đi nấu các bạn. Rồi sau khi đập sạch ra chúng ta nhét cho cái bụng gà nhé. Cho nó thơm. Rồi chúng ta đi mi nấu. Sau khi nấu nửa tiếng chúng ta chuẩn bị mở ra kiểm tra các bạn. Rất là thơm. Mình chưa được đâu. Thêm nửa tiếng nữa. Cái này không cần nước các bạn. Rất là thơm mùi lá chanh với sả. Rồi các bạn có nghe tiếng nổ của muối hạt ở trong khỏi bốc ra nghi ngút các bạn. Thì là chín rồi đó. Chúng ta mở đây nha bạn. Chúng ta nấu không có cần nước nữa rồi. Lá chanh nữa các bạn. Khô luôn rồi. Muối hạt nha. Muối hạt.
thơm quá. Rồi chúng ta lấy xả đi các bạn. Thơm, thơm. Nước trong này rất là ngọt lắm. Nước nguyên chất luôn các bạn. Nước tương gà đó. Rồi chúng ta canh gà đây các bạn. Thơm mì nóng. Các bạn có thấy ngon không? Trứng rất là nhiều các bạn. Rồi gà nuôi các bạn. Chanh nghe mùi nó chanh rất là thơm. Đây là cạnh cái nồi sau khi nấu xong gà các bạn. Muối hạt thì nó nổ nó cháy hết rồi nha bạn. Xả này. Xả với lá chanh này. Lá chanh thì nó khô luôn các bạn. Khô cháy luôn các bạn. Gà rất là ngọt luôn. Mình bóp giòn tan các bạn. Đúng rồi. Muối hạt, cho là chả muối hạt. Nóng quá. Ừ, gà rất là thơm các bạn. Gà ngửi là muốn ăn liền. Thịt gà đây chắc là rất là ngon. Dai đúng không? À, thấy à. Mình nấu muối nè, nó chanh nha. Cái chanh nè, chanh nó không muốn cháy rồi nè. Nó khô á. Mở trong thì rất là nhiều nước. Trong đây là rất là nhiều nước các bạn. Rồi giờ chúng ta ăn nha các bạn. Rồi giờ chúng ta xé đùi gà nha các bạn. Xé đùi nha. Ồ, ra nước các bạn. Nước nó chảy ra các bạn thấy không? Rồi, cái đùi gà này chúng ta ăn chấm với lại muối. Muối tôm với tắc nha bạn. Rất là ngon quá. Nhìn hấp dẫn. Ăn nha bạn. Ngon không ạ? Dai các bạn. Hôm nay sao gánh nó ra ngoài chợ được. Gà nhà nuôi mà. Nhìn miếng da rất là mỏng các bạn. Cặp nguyên đùi này, cái đùi mà ra ngoài chợ mua chắc cũng phải 30-40 ngàn các bạn. Còn nó bị ngọt của gà các bạn. Tại vì mình đâu có ở nước ở đâu nên nó không có bị ra nước rồi mà.
nó ngọt lắm. Cái này ăn với tiêu nè, tiêu xanh rất là hợp đó. Mình ăn thử miếng da nha. Da rất là tròn, ngọt lắm bạn. Cái này mình uống với nước. Cái này nhà mình tự làm luôn nhé bạn. Cái này gọi là gì ta? Chanh dây hả bạn? Tuyệt vời. Cái chân này, lúc mình nấu nó rớt ra nè. Rồi cái chân đi. Chân cho mình ăn chân nha bạn. Da nó giòn. Rồi mà ngọt. Cái chân con gân gân ăn nó rất là giòn. Muối này cũng rất là ngon bạn. Rồi chúng ta ăn cái bên trong đó nha bạn. Để lấy chanh xả. Trứng chứ nha bạn. Nãy quên nói với bạn đây là gà nồi các bạn. Trứng này. Đồng đỏ rất là nhiều protein nha các bạn, rất là ngon luôn. Mà nghe thơm mùi xả với lá chanh các bạn, rất là thơm. Ăn rất khác trứng luộc ở ngoài. Cái này là gan này. Gan gà. Rất ngon ạ. Các bạn nhìn thấy này cái gì không? Cái này là cái mề á bạn. Mề rất là bự. Ta chấm muối nha. Rất ngon. Mẹ rất là giòn các bạn. Rất thơm nữa. Rồi chúng ta ăn tới cái cánh các bạn.
ăn nha bạn. Thịt này nó dai lắm chứ không bở bở như thịt mua ngoài chợ, cánh mua sẵn ngoài chợ đâu các bạn. Rất là ngọt, thơm mùi xả mà. Nó hương vị của con, hương vị của chanh đó. Gà và nướng với lá chanh là đúng bài luôn. Da rất là giòn, thịt ngọt. Rồi giờ chúng ta ui cái đằng tiếp theo nha các bạn. Ui cái đằng là gì các bạn biết không? Ui cái đằng là ăn cái đùi. Da rất là mỏng. Rồi giờ chúng ta chấm muối ăn nha các bạn. Da này thấy không, nhìn y như nướng, thực ra là mình đâu có nướng đâu. Đây là gọi là luộc, không cần nướng à. Nó vẫn giữ nguyên vị ngọt của gà các bạn. Đúng chưa? Nước vừa gà xả với lá chanh nó hòa quyện lắm bạn, rất là ngon. Là chanh nhỏ ăn nó ăn vừa, ăn vừa đủ, rất là ngon. Này là lớn quá ăn nhiều cái ngon mình rất ngán các bạn. Các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ với mình nhé.